Xin chào các bạn. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều những cái dòng hút mùi khác nhau. Thì trong cái video này mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái dòng hút mùi mà hiện nay đang có. Đầu tiên là mình xin giới thiệu với các bạn cái dòng hút mùi classic hay còn gọi là dòng hút mùi cổ điển. Thì cái dòng hút mùi này có từ lâu rồi. Thì cái thiết kế của nó rất là đơn giản, và cái động cơ bên trong của nó là động cơ cánh quạt nhé. Nên là cái công suất hút của những cái dòng hút mùi classic này nó khá là yếu, nó chỉ dao động khoảng tầm từ 400 cho đến 500 mét khối trên giờ thôi. Tiếp theo đến là cái dòng hút mùi thứ hai là dòng hút mùi âm tủ, hay còn gọi là dòng hút mùi rút. Thì ở đây các bạn có thể khi mà lắp vào thì nó sẽ thu gọn như này. Phần trên này là tủ nhé, phần trên này là tủ này. Và khi các bạn rút ra như này thì máy nó sẽ hoạt động. Và khi các bạn đóng vào thì máy sẽ dừng hoạt động. Đối với cái dòng hút mùi này thì là có dạng phím bấm cơ ở bên cạnh này. Đây, phím bấm cơ này. Hoặc là có một dạng nữa là phím bấm cảm ứng ở ngay phía trước của cái dòng mặt máy hút mùi này. Thì đối với cái dòng máy hút mùi này cũng động cơ thì cũng được trang bị. Một là dòng động cơ tuabin, hai là dòng động cơ cánh quạt. Đối với dòng động cơ tuabin thì công suất của cái hút mùi rút này nó sẽ công suất hút nó sẽ cao hơn. Nó sẽ rơi được dao động từ tầm 700 cho đến 1000 mét khối trên giờ. Còn đối với dòng động cơ cánh quạt thì giá thành nó sẽ rẻ hơn, và đi cùng với đấy thì là cái công suất hút của nó cũng sẽ thấp hơn. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang đến cái dòng hút mùi quốc dân. Đây là dòng hút mùi kính cong. Thì tại sao lại họ gọi là hút mùi kính cong? Thì là bởi vì là nó sẽ có một cái tum kính như này. Người ta có thể gọi là máy hút mùi kính cong hoặc máy hút mùi tum kính cũng được các bạn. Nó sẽ thiết kế có một cái kính như này để hứng toàn bộ cái khói hoặc là cái mùi thức ăn sẽ được bay lên đây và bám theo cái kính này đi vào chỗ cái bầu hút này. Đấy, thì cái máy hút mùi kính cong này nó phổ biến, nó sẽ có những cái dòng là phím bấm cơ, phím bấm điện tử và phím bấm cảm ứng. Thì đây là dòng phím bấm điện tử nhá. Đây là dòng phím bấm điện tử ấy, nó kêu tít tít các bạn nhé. Đây, ở đây mình đang có con phím bấm điện tử này. Còn dạng phím bấm cơ thì đây chính là cái con phím bấm như này. Đây, nó được thiết kế phím bấm giống như cái quạt đấy các bạn. Đây, các bạn bấm này nó sẽ kêu tạch tạch này. Đấy, đấy. Đấy, thì đấy là phím bấm cơ. Còn đây là phím bấm điện tử các bạn nhé. Phím bấm điện tử này thì nó sẽ kêu tít tít này. Đấy. Rồi. Và đối với cái dòng máy hút mùi tum kính này thì bên trong là thường sẽ được trang bị cái động cơ tuabin, nên là công suất hút khá khỏe, và nó cái giá tiền thì nó rất là bình dân thôi, phù hợp, nó rơi vào khoảng tầm 2 triệu cho đến dưới 4 triệu tùy từng hãng và tùy từng thiết kế. Thì là cái dòng này là khá là phổ thông, hay còn gọi là cái dòng hút mùi quốc dân đấy các bạn. Rất là phổ biến và được nhiều người lựa chọn. Đấy. Thì cái lưới bên dưới này nhá, thì cái lưới của nó có thể được thiết kế là một là dòng lưới nhôm này. Lưới nhôm 5 lớp, hai là các cái dòng lưới bằng inox nguyên tấm hoặc là lưới inox đan. Nó cũng rất dễ là vệ sinh. Và chúng ta sẽ đến với cái dòng hút mùi tiếp theo. Đấy là dòng hút mùi chữ T. Đây, ở đây mình đang có hai mẫu hút mùi chữ T này. Đây. Đây, đây là con hút mùi chữ T này. Đấy, có một cái kiểu dáng như này. Và kiểu dáng như này. Đấy. Ngoài ra thì hút mùi chữ T nó còn rất là nhiều kiểu dáng khác nhau nữa, nhưng mà cơ bản nó đều được thiết kế như này. Đây nó một kiểu dạng chữ T ngược. Đây nhá, đây nó là chữ T
nhưng mà nó xoay ngược lại nhé. Đấy, thì đây kiểu hút mùi chữ T. Thì đối với dòng hút mùi chữ T này nó sẽ cao cấp hơn những cái dòng hút mùi tum kính từ thiết kế, bàn phím điều khiển cho đến chất liệu, nên là giá của hút mùi chữ T này thường sẽ cao hơn hút mùi tum kính. Và động cơ thì cũng được trang bị động cơ tuabin, nên là công suất của dòng hút mùi chữ T này cũng đạt khá cao. Nói về độ thẩm mỹ thì cái dòng hút mùi chữ T này nó sẽ đẹp hơn dòng hút mùi kính cong. Đấy. Và tiếp theo thì mình sẽ đến với cái dòng hút mùi vát nhé. Đây, ở đây mình đang có hai con hút mùi vát này. Đây, con hút mùi vát này. Và đây, đây là một con hút mùi vát nữa này. Đấy. Thì cái dòng hút mùi vát này nó có thiết kế thì nó sẽ vát vát một phần như này, các bạn nhìn đây nhé, nó sẽ vát này. Và khi bật nó lên thì toàn bộ cái mùi của thức ăn và cái không cái khói nhá, nó sẽ được bốc lên từ dưới này và nó sẽ theo cái cánh cửa này nhá. Cánh cửa hút mùi này đi lên. Đây mình sẽ bật lên cho các bạn xem này. Đây. Đấy. Thì cái cánh này nó sẽ hở ra. Đây là một dạng này. Còn một dạng khác thì nó sẽ luồn trực tiếp cái khói và cái mùi sẽ luồn trực tiếp ở phần dưới này đi lên trên cái động cơ và thổi ra ngoài. Đấy. Thì về cái động cơ của máy thì cũng tương tự như cái dòng hút mùi chữ T, cũng là đều dùng cái động cơ tuabin. Nhưng mà về cái giá thành nó sẽ cao hơn dòng dòng kính cong hoặc là dòng chữ T. Do là cái thiết kế các bạn nhé. Đây, cái thiết kế của dòng hút mùi vát thì trông nó sang trọng hơn. Đây các phím bấm của nó đây. Ngoài ra thì đối với dòng hút mùi chữ T này, hút mùi vát này, nó sẽ thường dùng kèm theo là các cái điều khiển nhé, điều khiển và các cái cảm ứng không chạm, tức là các bạn có thể dùng thao tác bằng tay này. Đây, có biểu tượng dùng thao tác bằng tay này. Đây, để vuốt như này, vuốt sang bên phải, vuốt sang bên trái. Đấy. Thì cái này nó sẽ phù hợp cho những nhà có không gian rộng và để gần như là cái hút mùi này sẽ để độc lập và không không nằm trong tủ. Đối với những cái dòng hút mùi đây nhá, các bạn có thể nhìn này, đối với những cái dòng hút mùi classic này, dòng hút mùi âm tủ này thì phải lắp trực tiếp lên trên tủ. Và kể cả những cái dòng hút mùi kính cong như kia nữa thì cũng lắp trực tiếp vào trong tủ, và cái phần cánh tủ nó sẽ che đi gần như toàn bộ cái hút mùi, nó chỉ để lại lộ lại một phần thôi. Đấy. Còn đối với những cái dòng hút mùi chữ T này, dòng hút mùi chữ T này thì vừa có hai phương án. Một là các bạn có thể để độc lập như thế này, hai bên tủ bên cạnh như này, bên đây và bên đây, và cái hút mùi nó sẽ để độc lập như này. Hoặc các bạn cũng có thể lắp lắp vào phía bên trong tủ và nó để lộ một cái phần phần phía mặt điều khiển ra bên ngoài. Đấy. Thì khi mà lắp độc lập thì nó sẽ cái phần thẩm mỹ của nó sẽ đẹp hơn. Đây là lý do tại sao mà người ta thiết kế ra dòng hút mùi chữ T và dòng hút mùi vát. Đấy là những cái dòng hút mùi nó cao cấp hơn. Và tiếp theo là mình sẽ đến với cái dòng hút mùi, đây gọi là dòng hút mùi độc lập này. Đấy. Tại sao gọi là dòng hút mùi, hay còn gọi là máy hút mùi đảo nhé. Tại sao lại gọi là máy hút mùi đảo? Tức là nó sẽ dành cho một cái không gian bếp đảo đây, nó như một cái hòn đảo ở giữa nhà nhé. Đấy, hay còn gọi là máy hút mùi treo độc lập, nó thuộc dòng máy hút mùi độc lập đấy. Thì nó sẽ có một cái bàn bếp ở giữa nhà như này và treo phía bên trên là cái hút mùi. Thì những cái đối với dòng hút mùi mà độc lập như này thì công suất hút cũng là động cơ tuabin, công suất hút khoảng độ trên dưới 1.000, khoảng tầm 1.000 đến 1.200, và nó sẽ dành cho những cái không gian nhà rộng có bàn ăn riêng, có bàn bếp riêng. Thì đấy, trên đây mình đã giới thiệu với các bạn những cái dòng máy hút mùi. Thì đầu tiên là
những cái dòng máy hút mùi cơ bản như là máy hút mùi classic này, máy hút mùi âm tủ này, máy hút mùi quốc dân, dòng máy hút mùi kính cong này, và dòng máy hút mùi chữ T, và tiếp theo là dòng máy hút mùi vát này, và dòng máy hút mùi đảo đấy. Thì để làm sao cho các bạn có thể lựa chọn được cái máy hút mùi nó phù hợp với gia đình nhà mình nhất, thì đầu tiên là các bạn phải tính đến kích thước nhé. Ví dụ cái không gian bếp nhà bạn chật thì các bạn nên dùng những cái loại máy hút mùi nhỏ phù hợp. Tuyệt đối các bạn đối với không gian bếp hẹp ấy thì các bạn không thể dùng được những cái dòng máy hút mùi như là máy hút mùi vát này hoặc là máy hút mùi đảo này đấy, mà các bạn sẽ phải cân nhắc để lựa chọn những cái dòng máy hút mùi classic, máy hút mùi âm tủ hoặc máy hút mùi kính cong. Thì đối với những cái khu mà như chung cư ấy thì phổ biến nhất là mọi người sẽ hay chọn dòng máy hút mùi kính cong hoặc dòng máy hút mùi chữ T. Thì trong các cái dòng máy hút mùi treo tường nhá, đây cái máy hút mùi chữ T này hoặc máy hút mùi kính cong hoặc máy hút mùi rút này sẽ có những kích thước phổ biến. Đầu tiên nhé, mình xin nói đến cái dòng máy hút mùi classic này và máy hút mùi rút nhá. Thì nó sẽ có hai dạng kích thước phổ biến, đấy là kích thước 60 và kích 60 cm và kích thước 70 cm. Thì phổ biến bây giờ là các cái bên nội thất người ta sẽ thường đóng tủ bếp là có kích thước là 70 cm, còn 60 cm là dành cho các cái tủ bếp thời gian trước ấy, là mọi người hay đóng cái tủ bếp để chừa cho kích thước của hút mùi là có 60 60 phân thôi, 60 cm thôi. Còn bây giờ nó sẽ phổ biến là 70 cm. Và tương tự như thế thì đối với dòng hút mùi kính cong thì sẽ dòng hút mùi kính cong về kích thước là sẽ có 3 kích thước phổ biến: 60, 70 và 90. Thì là phổ biến nhất là bây giờ là các nhà ở chung cư sẽ hay dùng với kích thước là 70 nhất. Đó. Thì máy hút mùi này tại sao lại gọi là máy hút mùi quốc dân, là bởi vì là thứ nhất là về cái công suất, là đạt công suất tối đa là khoảng tầm 1.000 đến 1.200, nên là rất phù hợp cho cái việc xào nấu trong gia đình. Và cái thiết kế của nó thì cũng thiết kế rất là hợp lý, nhìn cũng thẩm mỹ. Và cái kích thước thì đều có 3 kích thước phổ biến là 60, 70 và 90. Có thể tùy chọn để lắp cho những cái không gian bếp. Còn đối với dòng máy hút mùi chữ T, dòng máy hút mùi chữ T thì kích thước phổ biến sẽ là 70, 90 và loại hơn 1 mét. Dòng máy vát cũng như vậy nhé. Đây là nó dành cho những cái không gian bếp rộng. Còn máy hút mùi đảo này thì nó có cái dạng là bầu tròn như này. Đây là một cái dạng tròn này. Ngoài ra thì nó có những cái kiểu dáng là hình hình vuông, hình chữ nhật. Nó kiểu kiểu như là cái dòng máy hút mùi tung kính này các bạn này. Đấy, kiểu như này nhưng mà nó để đảo nhé, nó để cho dành cho bếp đảo. Đấy. Thì là kích thước của nó cũng sẽ là phổ biến là tầm 90 cm, 90 phân đấy. Thì đấy là dựa trên cái video này thì các bạn có thể lựa chọn cho gia đình mình một cái dòng máy hút phù hợp. Thứ nhất là phù hợp với không gian, kích thước của căn bếp nhà bạn. Thứ hai là phù hợp với lại cái với công năng sử dụng, là công suất hút đạt từ bao nhiêu đến bao nhiêu mét khối thì này phù hợp với cái việc mà đun nấu. Và thứ ba là phù hợp về cái giá tiền. Đấy. Thì đối với những cái dòng máy tầm bình dân thì có những cái dòng như hút mùi classic hoặc là máy hút mùi rút. Tầm trung thì có máy hút mùi tung kính. Dòng tầm cao cấp thì có máy hút mùi chữ T, máy hút mùi vát và máy hút mùi đảo. Thì hy vọng là trong qua cái video này thì các bạn có thể tìm được cho mình, lựa chọn được cho mình cái máy hút mùi phù hợp với không gian.
và cái nhu cầu của nhà các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.